Một người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Biden gọi ông Putin là kẻ giết người. Bắc Kinh nói chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là không thể chối cãi. EU lần đầu trừng phạt Trung Quốc sau 31 năm. Tổng thống Thái Anh Văn thuận theo Đảng Cộng sản Trung Quốc thì Đài Loan sẽ thành Hồng Kông thứ hai. Ông Tập Cận Bình tiếp tục tung đòn vào Alibaba. Quý vị và các bạn đang theo dõi mục điểm tin sáng ngày 18 tháng 3 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu mục điểm tin sáng ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với những cập nhật nhanh về tình hình trong nước. Thưa quý vị, trang tin của chính phủ cho biết vào chiều ngày 17 tháng 3, tiếp thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, Đại tướng Pachusev Nikolai Platonovic, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cảm ơn Nga đã hỗ trợ chuyên gia, thiết bị y tế trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19 cho Việt Nam và hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nga. Người đứng đầu chính phủ cũng cảm ơn chính phủ Nga đã dành tặng cho Việt Nam lô vaccine Sputnik V ngay trong chuyến thăm này, đồng thời cho rằng việc đẩy mạnh sản xuất vaccine là hết sức quan trọng. Kính thưa quý vị, ở một diễn biến khác, vào chiều ngày 17 tháng 3, một nguồn tin xác nhận với báo Người Lao Động, nhà chức trách huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh đang truy tìm một công dân Trung Quốc có tên Giang Guibin, sinh năm 1986, đã trốn khỏi bệnh viện dã chiến Củ Chi khi đang trong thời gian cách ly. Giang là người nhập cảnh trái phép, bị công an quận 1 phát hiện và đưa vào bệnh viện này để cách ly phòng dịch. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 6 tháng 3 và lần 2 ngày 11 tháng 3 của Giang Guibin đều âm tính với virus cúm Vũ Hán. Trước đó vào hôm ngày 9 tháng 3, nhà chức trách Bình Dương cũng cho biết, họ đang truy tìm một công dân Trung Quốc đã cưa song sắt trốn khỏi khu cách ly. Thưa quý vị, chuyển sang một tin tức đáng chú ý khác. Trên đường chờ sản phụ đến bệnh viện để sinh con thì người mẹ bất ngờ chuyển dạ. Trước tình thế cấp bách, tài xế xe taxi liền dừng xe bên đường rồi cùng với người nhà giúp sản phụ vượt cạn thành công. Trao đổi với báo chí trong nước, bà Trần Thị Mứt, Giám đốc chi nhánh một hãng taxi ở Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết, vào lúc 8 giờ 30 ngày 17 tháng 3, lái xe Trần Long Biên điều khiển xe taxi phục vụ khách là một sản phụ đi từ thôn Bích Nam, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đến một bệnh viện ở thành phố Tam Kỳ để sinh. Khi taxi di chuyển được khoảng 2 km, thai phụ bất ngờ chuyển dạ. Tình thế cấp bách, anh Biên liền dừng xe ven đường, rồi cùng với người nhà hỗ trợ sản phụ sinh an toàn một bé trai ngay trên xe. Đại giới biên sau đó đã đưa hai mẹ con chị đến bệnh viện để cho nhân viên y tế tiếp tục chăm sóc. Hiện sức khỏe của cả hai đã ổn định. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin thế giới. Thưa quý vị, xuất hiện trong cuộc phỏng vấn trên đài ABC News vào ngày 17 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là kẻ giết người và rằng ông Putin sẽ phải trả giá vì được cho là đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Cụ thể, theo Đài RT, khi được hỏi liệu ông có nghĩ Tổng thống Putin, người bị cáo buộc tàn nhẫn với các đối thủ của mình, là một kẻ giết người hay không, Tổng thống Biden đáp: "Tôi đồng ý." Ông Biden nói thêm rằng trước đó ông đã cảnh báo người đồng cấp ở Moscow rằng Mỹ có khả năng sẽ hành động nếu phát hiện bằng chứng về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử. "Ông ấy sẽ phải trả giá," Joe Biden nói. "Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện dài, ông ấy và tôi. Tôi biết ông ấy tương đối rõ." Và cuộc trò chuyện bắt đầu, tôi nói, tôi biết ông và ông biết tôi, nếu tôi biết điều này xảy ra thì hãy chuẩn bị. Vào hôm 16 tháng 3, một báo cáo chung của các cơ quan gián điệp của Washington, bao gồm CIA và Bộ An ninh Nội địa đã được giải mật cho rằng Nga đã cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2020 với mục đích bôi nhọ tổng thống Biden, ủng hộ cựu tổng thống Trump. Phía Nga đã bác bỏ cáo buộc này. Trong một bài đăng trên trang Facebook của mình, Đại sứ quán Nga tại Washington nói rằng, tài liệu này là một tập hợp các cáo buộc vô căn cứ chống lại Nga. Moscow cho biết không có dữ kiện hoặc bằng chứng cụ thể nào về những tuyên bố như vậy được cung cấp. Chuyển sang một tin tức đáng chú ý khác liên quan đến Trung Quốc. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm 17 tháng 3 cáo buộc tuyên bố chung Mỹ-Nhật đã tấn công ác ý và rõ ràng đã can thiệp vào nội bộ của Trung Quốc. Phát biểu tại buổi họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói tuyên bố chung Mỹ-Nhật đã công kích ác ý chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Đây là nỗ lực nhằm làm tổn hại các lợi ích của Trung Quốc. Trước đó một ngày, trong tuyên bố chung sau cuộc hội đàm cấp cao ở Tokyo, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cùng những người đồng cấp Nhật Bản gọi hành vi của Trung Quốc là không phù hợp với trật tự quốc tế họ cũng đã bày tỏ lo ngại nghiêm trọng những diễn biến gần đây sau khi phía Trung Quốc ban hành luật hải cảnh. Về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lập luận rằng Mỹ và Nhật Bản không có quyền đơn phương xác định các quan hệ quốc tế hoặc áp đặt những tiêu chuẩn của riêng họ. Về Đài Loan, Hồng Kông, Tân Cương, Biển Đông và quần đảo Điếu Ngư hay quần đảo Sen Cá Cự, Triệu Lập Kiên cho biết lập trường của Trung Quốc là nhất quán và rõ ràng. Ông Triệu tuyên bố, Chủ quyền của Trung Quốc đối với các đảo ở Biển Đông và vùng biển lân cận, đảo Điếu Ngư và các đảo trực thuộc là không thể chối cãi. Các vấn đề liên quan đến Đài Loan, Hồng Kông và Tân Cương là chuyện nội bộ của Trung Quốc. Phản ứng của Trung Quốc được đưa ra chỉ một ngày trước khi các nhà ngoại giao hàng đầu nước này dự kiến gặp các quan chức cấp cao Mỹ ở Alaska. Đây là cuộc đối thoại trực diện đầu tiên của họ kể từ khi ông Joe Biden lên làm tổng thống Mỹ. Một diễn biến liên quan khác Hãng thông tấn Reuters vào ngày 17 tháng 3 đã dẫn lời hai nhà ngoại giao EU xác nhận Liên minh châu Âu đã nhất trí trừng phạt một số quan chức Trung Quốc với các cáo buộc về nhân quyền đối với người thiểu số hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương. Đây là lệnh trừng phạt đầu tiên của EU nhắm vào Bắc Kinh kể từ năm 1989 sau cuộc đàn áp ở quảng trường Thiên An Môn. Đại sứ các nước thành viên EU đã nhất trí lệnh cấm di chuyển và đóng băng tài sản đối với bốn cá nhân và một tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thông tin về các đối tượng bị trừng phạt sẽ được công bố sau khi Ngoại trưởng các nước EU chính thức thông qua vào ngày 22 tháng 3. Việc EU trừng phạt các cá nhân tổ chức Trung Quốc đánh dấu thay đổi đáng chú ý của khối này với Bắc Kinh theo hướng cứng rắn hơn. Trên Twitter, Phái đoàn đại diện Trung Quốc tại EU cho biết lệnh trừng phạt sẽ không làm thay đổi lập trường chính sách của Bắc Kinh. Phái đoàn đại diện Trung Quốc cho rằng, trừng phạt là hành vi đối đầu, chúng tôi muốn đối thoại, không muốn đối đầu. Chúng tôi đề nghị phía EU cần nhắc lại. Ngoài Trung Quốc, những cái tên khác nằm trong danh sách trừng phạt được đại sứ các nước thành viên EU thông qua trong ngày 17 tháng 3 đến từ các nước Nga, Libya, Nam Sudan và Triều Tiên. Kính thưa quý vị, liên quan đến tình hình eo biển Đài Loan, tổng thống Thái Anh Văn vào hôm 16 tháng 3 đã tuyên bố, Đài Loan hiện đang phải đối mặt với áp lực rất lớn từ bên ngoài. Tuy nhiên, nếu Đài Loan thuận theo Đảng Cộng sản Trung Quốc, giống như Quốc dân Đảng, Đài Loan sẽ trở thành Hồng Kông thứ hai tờ Liberty Times cho biết đây là điều bà Thái phát biểu tại hội nghị tọa đàm về công tác đảng của Đảng Dân Tiến ở Đài Bắc. Tại hội nghị, bà cũng lưu ý Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sắp đánh đổ niềm tin của người dân Đài Loan. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn mới có thể thành tựu một nền dân chủ kiên cường. Bà Thái nói, nếu Đài Loan hiện tại có thể trụ vững trước áp lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì bây giờ chính là lúc người dân Đài Loan kiên cường và tự tin nhất. Tiếp theo là một cập nhật đáng chú ý khác liên quan đến Trung Quốc. Thưa quý vị, thông tin về việc Alibaba bị Đảng Cộng sản Trung Quốc ép phải bán toàn bộ tài sản truyền thông mà tập đoàn này sở hữu đang lan truyền. Hôm thứ Ba ngày 16 tháng 3, nhiều kênh truyền thông đưa tin trình duyệt của Alibaba đã bị gỡ bỏ khỏi các cửa hàng ứng dụng của Huawei và Xiaomi. Theo Epoch Times tiếng Trung, từ khi phát ngôn cứng rắn của ông Tập Cận Bình tại cuộc họp Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương một ngày trước đó xuất hiện, nhiều phân tích của những người ngoài cuộc cho thấy ông Tập đang tấn công các gã khổng lồ công nghệ và Alibaba là người đầu tiên phải hứng đòn. Đầu tiên, trình duyệt của Alibaba bị xóa khỏi các ứng dụng vì không mang họ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hôm thứ Ba, tờ Financial Times của Anh đưa tin Yuxi Browser của Alibaba đã bị xóa khỏi nhiều cửa hàng ứng dụng ở Trung Quốc. Huawei và Xiaomi cho biết kho ứng dụng Android của cả hai công ty này đã chặn tải xuống hoặc xóa trình duyệt Yuxi. Tuy nhiên, trình duyệt này vẫn có thể được nhìn thấy trong cửa hàng ứng dụng của Samsung và trong Apple Store của Apple. Trong buổi dạ tiệc tối trên CCTV vào hôm thứ Hai, ngày 15 tháng 3, trình duyệt Yushi đã bị phanh phui là có liên quan đến việc đặt quảng cáo y tế sai sự thật cho các công ty không đủ tiêu chuẩn. Người phát ngôn của nhóm trình duyệt Alibaba Yushi nói với CNBC rằng nội dung quảng cáo bất hợp pháp mà CCTV đề cập đã bị xóa và chúng tôi rất coi trọng các vấn đề phát sinh trong quảng cáo. Cũng vào hôm thứ Hai, tờ Wall Street Journal trích dẫn các nguồn báo cáo cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị shock trước quy mô truyền thông của Alibaba vì họ lo sợ truyền thông lớn mạnh của Alibaba sẽ ảnh hưởng đến những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, đã yêu cầu Alibaba bán toàn bộ tài sản truyền thông, bao gồm việc bán tờ SCMP của Hồng Kông và China Weibo. Thứ hai, Tập Cận Bình bị cáo buộc tham gia vào việc chấn chỉnh giới khoa học công nghệ. Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung Quốc vào thứ Hai, yêu cầu những nền tảng đã tích lũy được một lượng lớn dữ liệu và có sức hấp dẫn thị trường phải nâng cao thẩm quyền giám sát từ tầm cao chiến lược trong việc xây dựng một nền tảng cạnh tranh mới lợi thế cho đất nước. Theo phân tích của Bloomberg, điều này cho thấy cuộc đàn áp internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ mới bắt đầu. Ông Tập cũng nhấn mạnh phải nắm bắt các quy luật phát triển kinh tế nền tảng, thiết lập và cải thiện hệ thống quản trị kinh tế nền tảng phản đối độc quyền và ngăn chặn việc mở rộng vốn một cách mất trật tự, tăng cường trách nhiệm bảo mật dữ liệu của các doanh nghiệp nền tảng và tất cả các hoạt động tài chính phải được đưa vào giám sát tài chính. Theo phân tích của Bloomberg, việc Tập Cận Bình và cấp phó của ông ta có những phát ngôn mạnh mẽ bất thường cho thấy rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị mở rộng một chiến dịch chống lại các công ty tư nhân lớn và quyền lực nhất. Cho đến nay, Alibaba và Ant Al Group là những công ty đầu tiên hướng đòn. Ngoài ra, những gã khổng lồ Internet khác được gọi là nền kinh tế nền tảng như Didi, Meituan, JD.com và Pinduoduo đều đang gặp nguy hiểm. Bloomberg News cũng đưa tin vài ngày trước rằng Tencent đã được liệt vào danh sách mục tiêu tiếp theo cần được củng cố của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một trong những người quen thuộc với vấn đề này nói rằng Tencent cũng sẽ được yêu cầu thành lập một công ty tài chính như An Group để chịu trách nhiệm về các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm và thanh toán của mình vào thứ Sáu tuần trước, ngày 12 tháng 3, Cục Quản lý Nhà nước về Giám sát Thị trường của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức phạt hành chính tổng cộng 6 triệu nhân dân tệ, tương đương với 923.000 đô la đối với 12 công ty Internet Trung Quốc liên quan đến các thương vụ làm lũng đoạn độc quyền, bao gồm cả Tencent và Baidu. Tờ Huari còn tiết lộ rằng Alibaba sẽ phải nhận mức phạt còn kỷ lục hơn nữa. Để kết thúc bản tin sáng ngày hôm nay của DKN TV, Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe đời sống. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi câu chuyện thầy thuốc kể chuyện chữa khỏi bệnh Parkinson nói về nguyên lý 7 phần tinh thần, 3 phần bệnh. Kính thưa quý vị, xã hội hiện đại có khá nhiều những loại bệnh tật kỳ quái, có một số loại bệnh dùng rất nhiều phương pháp như uống thuốc, châm cứu, điểm huyệt cũng không thể chữa khỏi mà phải điều trị từ căn nguyên trong yếu tố nội nhân tức là từ yếu tố tinh thần trị bệnh từ trong tâm trong thời đại ngày nay dù là bác sĩ hay là bệnh nhân đều khó mà có thể hình dung được chữ tâm của chính bác sĩ và bệnh nhân đóng vai trò quan trọng như thế nào trong quá trình chữa lành bệnh bệnh viện tây y chuyển đến phòng mạch của thầy thuốc trung y ngọc lâm một bệnh nhân cô ấy tên là thủy cô ấy đang bị mắc chứng bệnh parkinson theo y học hiện đại bệnh Parkinson là một bệnh do thoái hóa thể thần kinh gây ra. Bệnh biểu hiện đặc trưng bằng các cử động bị chậm chạp, cứng đờ, run rẩy và rối loạn về thăng bằng. Theo lời các bác sĩ Tây Y trong bệnh viện thì căn bệnh Parkinson không điều trị khỏi hẳn được. Đồng nghĩa với cô bệnh nhân này sẽ phải chung sống suốt đời với căn bệnh đó. Parkinson trong trung y được gọi là bệnh tê liệt dung. Thầy Ngọc Lâm bắt đầu lắng nghe về tiền sử mắc bệnh này của cô. Cô kể, gần 3 năm rồi, hai tay của cô đều bị run, tay phải run nhiều hơn tay trái. Khi ăn, cô thường bị run rẩy mạnh đến nỗi, cơm chưa đưa được đến miệng đã rơi xuống đất. Cô ấy đã trị liệu một thời gian, tuy rằng đã có một số tiến triển, nhưng các triệu chứng vẫn tái phát lại sau vài ngày, sau nhiều lần lặp lại như thế. Thầy thuốc Ngọc Lâm bắt đầu hỏi kỹ lưỡng về những sự việc đã xảy ra gần đây trong cuộc sống của cô. Rồi cô ấy bắt đầu kể cho ông nghe một câu chuyện đã dày vò cô suốt 3 năm. Theo lời cô kể, vợ chồng của cô điều hành một công ty vận tải container. Họ có một biệt thự trên một hòn đảo. Trên đảo chỉ có hai nhà, nhà vợ chồng cô và nhà hàng xóm cùng đi chung đường. Do mặt đường hư hỏng nên vợ chồng cô đề nghị với nhà hàng xóm cùng đóng tiền để sửa đường. Nhưng hàng xóm phản đối nên vợ chồng của cô đành phải tự bỏ tiền ra sửa không ngờ rằng những người công nhân làm thuê không chú ý đã đổ đá sửa đường ra giữa đường, gây bất tiện cho việc đi lại của nhà hàng xóm. Hàng xóm nghi ngờ rằng vợ chồng cô vì giận dỗi đã cố tình làm điều này nên đã chặn cánh cổng trên đất nhà họ. Mà cánh cổng này lại giúp gia đình của cô về nhà vừa gần vừa thuận tiện. Điều này đã khiến vợ chồng của cô muốn đi về nhà phải đi vòng xa thêm mấy dặm so với bình thường chồng của cô bắt đầu mắng chửi và trong cơn tức giận đóng van nước máy lại. Nguồn nước này do nhà của cô lắp đặt từ trước. Để tiết kiệm tiền, gia đình hàng xóm đã đấu nối tiếp từ nhà của cô. Việc đóng van này đã cắt nguồn nước của họ. Khi bị cắt nước, họ gần như phát điên nên đã đổ xi măng và đá xuống đường, chặn hoàn toàn đường về nhà của gia đình cô. Như thế, vì khoản chi phí 2.000 tệ sửa đường Hai nhà họ đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Điều đáng buồn là cả hai nhà họ đều đi tìm luật sư. Vụ kiện này đã kéo dài gần 3 năm, tiền thuê luật sư đã lên tới 2 triệu tệ. Trong 3 năm này, cô và chồng của cô không thể về nhà mình, và hàng xóm kia cũng không thể sống ở nhà của họ. Bây giờ mâu thuẫn của hai nhà gần như đã đến mức một mất một còn. Căn nhà thì không thể bán được do kiện cáo chưa giải quyết xong cũng không thể ở được, hơn nữa cần phải duy tu lại. Vừa nói, cô vừa xúc động đến mức tay run run, mặt đỏ bừng, cảm giác gần như sắp sụp đổ. Sau khi nghe xong, thầy thuốc Ngọc Lâm thấy được nỗi thống khổ của cô ấy, biết được nguyên nhân sâu xa khiến bệnh cô ấy tái phát nhiều lần mà không thuyên giảm. Tức giận sẽ dẫn đến đau gan và túi mật, khiến hỏa khí ở gan bốc lên tim, khí không thuận, ngạt thở, khó chịu hại khí, hại thần, hại thân, uất ức làm giảm chức năng sơ tiết của gan, gây uất trệ khí cơ, sinh ra đàm, đàm sinh ra nhiệt, nhiệt thịnh hóa phong, từ đó làm cân mạch co lại, chân tay run lắc, sắc mặt đỏ bừng, vận động khó kiểm soát, di chuyển dễ bị ngã. Cô ấy không biết rằng, sự việc mâu thuẫn hai nhà này so với sinh mệnh thì cái nào quan trọng hơn. Kỳ thực, đây là quan niệm của con người. Mâu thuẫn hoàn toàn có thể được giải quyết, nhưng hiện nay vì không thể nhẫn nhịn, họ đã khiến chuyện nhỏ thành lớn, kiện tụng liên miên, mất tiền oan uổng, chỉ đem lại phiền não không thôi. Thầy Ngọc Lâm biết rằng bệnh của cô ấy uống thuốc cũng không thể chữa khỏi, mà cần phải trị căn nguyên của bệnh. Vì vậy, ông đã nói chuyện với cô bệnh nhân ấy về nhẫn nhường, về chữ nhẫn có nội hàm thâm sâu ra sao, nói với cô ấy về đạo lý Lùi một bước, biển rộng trời trong, nhẫn một chút, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Sau một hồi nghe những lời chân thành của người thầy thuốc đáng kính, cô bệnh nhân như gỡ bỏ được một khối u ám đè nặng trong người của cô. Cô cảm động nói rằng, nếu cô ấy nghe được những điều này 3 năm trước đây, cô ấy sẽ không bao giờ cho phép sự việc này xảy ra. Sau đó, thầy thuốc Trung Y Ngọc Lâm nói tiếp với cô ấy về những giá trị phổ quát của sinh mệnh con người, về đạo đức sống tốt đẹp để giúp thân và tâm bình an và khỏe mạnh, cư xử chân thành và lương thiện và bao dung nhẫn nhường. Thầy thuốc Ngọc Lâm cũng giải thích sơ qua về nhân quả, cụ thể nhất là những cảm xúc tiêu cực của cô ấy trong vụ xung đột tranh chấp suốt 3 năm qua, về những lợi danh tình chính là những độc dược gây nội thương trầm trọng dẫn đến bệnh tình của cô thầy ngọc lâm cũng liên hệ về sự luân báo của nghiệp lực cô bệnh nhân chăm chú nghe những điều mà lần đầu tiên cô được chỉ dạy sau một lúc cô nói lạy chúa có phải chúng con đã quá xa rời đạo đức và thiện lương nên mới gặp phải cảnh ngộ bất hạnh như vậy không có phải vì kiếp trước chúng con đã làm điều gì không tốt có lỗi với người khác nên hôm nay mới nhận quả báo như vậy không có phải tất cả những điều này kỳ thực là đang nhắc nhở chúng ta rằng, thượng đế cho chúng ta được làm người là để trở thành một người biết đối xử tốt với người khác không? Đến đây, thật kinh ngạc, tay của cô không còn run rẩy nữa, không còn dấu hiệu của bệnh Parkinson. Cô như không tin nổi vào mắt mình, cứ đưa tay ra cầm nắm, cử động thử lại xem. Căn bệnh đeo đẳng đã khiến cô rơi vào tuyệt vọng, khi mà chính những giáo sư đầu ngành chuyên khoa thần kinh cũng tuyên bố cô sẽ phải sống với nó suốt đời. Khi ra về, cô ấy xúc động nói: "Thưa ông, ông đã cởi bỏ nỗi uất ức và oán hận suốt 3 năm qua của tôi." Thầy Ngọc Lâm chỉ gật đầu im lặng, nhìn bóng dáng cô xa dần mà lòng ngập ngùi xúc động mãi. "Nghe xong câu chuyện vừa rồi, chúng ta có thể suy nghĩ về câu hỏi sau đây không? Bệnh tật của con người, ngoài những khái niệm về chẩn đoán, điều trị, kê thuốc thì còn có liên quan gì với nhân tâm, đạo đức, chính niệm và làm việc thiện? Trong câu chuyện trên, bệnh nhân đã nghe theo lời khuyến thiện của thầy thuốc và bệnh đã khỏi ngay lập tức. Điều này chẳng phải rất thần kỳ hay sao? Trung y cho rằng thân và tâm của con người là một chỉnh thể, chúng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Sự thực này ngày nay ngày càng được nhiều người phương Tây công nhận. Hơn nữa, họ đã bắt đầu áp dụng điều này vào phương pháp trị liệu cuốn sách y học cổ điển của Trung Quốc Hoàng đế Nội Kinh đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng của tâm trong việc đánh giá một thân thể khỏe mạnh và trong điều trị bệnh tật. Tâm giả, quân chủ chi quan giã, thần minh xuất yên và chủ minh tắc hạ an, chủ bất minh thập nhị quan nguy. Tâm giả sinh chi bản, thần chi biến giã. Dịch nghĩa là tâm đóng vai trò chủ quản các cơ quan, thần linh ngụ ở đây chủ mà ngay chính thì các cơ quan yên ổn, chủ không ngay chính thì 12 cơ quan nội tạng gặp lâm nguy. Tâm là căn bản của sự sống, là sự biến đổi của thần. Vì vậy, điều trị bệnh tật trên thân thể trước hết nên điều trị tâm. Cụ thể hơn chính là tu sửa tâm tính, quay trở về làm người thiện lương, sống có chính niệm và đạo đức. Mạng xã hội xếp chat của Mỹ có tiêu chuẩn đạo đức cao là nơi chia sẻ thông tin không bị kiểm duyệt, an toàn và bảo mật. Xếp chat không bị chi phối bởi chính trị, tiền bạc hay quyền lực. Xếp chat bảo vệ chính nghĩa và tôn vinh các giá trị truyền thống. Thưa quý vị, câu chuyện sức khỏe đời sống vừa rồi đã khép lại chương trình buổi sáng ngày hôm nay của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.